Dạ vâng em Tùng à, chào anh em à, thì hôm nay em về kỹ máy mài Bosch GWX18V gạch 50 BCN thì Bosch này nó là động cơ không trội than và nó sử dụng X-Lock và nó có thắng luôn nha anh em. Tốc độ của nó thì 9.000 vòng trên phút. Rồi em sẽ gửi đến anh em xem cái Bosch hàng Mỹ về và nó sản xuất tại Đức luôn, nó X-Lock luôn, rất là pro. Đó, thì những anh em nào đã có pin 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 mỏng, pin dày gì cũng được hết, và pin miễn là pin Bosch thôi. Pin Bosch là hàng gài như thế này, chảo gài như thế này thì mình sử dụng chung hở nha. Thì mình sử dụng chung cái thân máy này sản xuất tại Đức, sử dụng chung nha anh em. Rồi mình sẽ khui ra và test cho anh em xem hàng mới chầm chầm này đây. Nó mình mở ra đầu tiên thì là cái gạt te nha anh em, cái tay cầm nó chống rung catalog về máy. Rồi do là cái X-Lock này nó không có cái lưỡi mở đâu anh em, nó tự động mà. Ok, GWX18V gạch 50 BC. Đấy. Nó ít lóc nè anh em. Đấy. Đây là mình mua lưỡi ít lóc gì mình gắn vào. Thì lưỡi này ở trên Shopee hoặc Lazada bán rất là rẻ nha anh em. Rẻ lắm, tầm khoảng mười mấy ngàn á, rất là nhiều. Và máy này là động cơ không chổi than à, máy này nó mã của nó này, và nó sản xuất tại Đức nè anh em. 18V 9.000 vòng trên phút. Đĩa của nó là 115 125, có chứng nhận OL và Made in Germany. Đấy, hàng new. Cò là cò bóp. Đấy. Thì mình sẽ X-Lock mình mở cái này ra. Đấy. Rồi mình gắn vào. Bỏ đĩa vô cái mình bấm một cái là nó tự quay nha anh em, cứ bỏ đĩa vô là nó tự dính lại à. Dính lại rồi là mình xài thôi. Nên này em bóp cái là dính này, mà cứ bỏ đĩa vô là tự dính, là nó X-Lock nó rất là an toàn, chứ nó không phải như cái bình thường như đĩa kia. Cò bóp thì nó dễ sử dụng và nó an toàn hơn nữa. Tại vì khi mà anh em làm một tay á, thì nó rất là an toàn. Có gì mình thả ra thì nó đứng lại và nó có thắng nữa. Thắng mà nó lật lấy máy luôn, anh em thấy không, thắng ghê không? Đấy. Ok, thì cái thân máy này giá của nó là 4,5 triệu. Cảm ơn anh em. Nó có mở ra cái cổng on-site luôn.